vậy? Tin gì mẹ? Cái gì? Nghe mẹ nhanh kìa. Trời ơi, khổ ghê vậy đó, làm gì vậy? Dán băng keo lại cho nó đỡ ghê để đưa con đi học cho mấy bạn nó không sợ. Trời ơi. Không ấy thôi, mày mua ở nhà anh đeo mặt nạ lại đi. Để cho nó thấy được nó bị giật mình, nó tối nó ngủ nó giật mình hoài luôn á. Sao khó quá vậy, cách nào cũng không con được. Con không cho ba chuẩn đi học đâu, khi nào ba đẹp trai lại thì con mới cho ba chuẩn đi học. Ờ thôi được rồi, vậy ba không chở con đi học đâu, ba xin lỗi. Con đi học đi nha. Thôi mẹ chở đi nha. Anh cứ ở nhà đi, mà nhớ nha, đừng có bén mảng xuống dưới cái quán của em nha. Em không muốn bị mất khách, ok? Anh biết rồi. Đi gặp. Bye bye, bye bye ba đi. Ở nhà riết cũng cuồng chân luôn á. Ở nhà thì... Trời đất ơi. Cái gì người ngoài hành tinh nữa hả? Trời đất ơi, làm ơn gỡ ra giùm cho má đi con. Nè, má xăm cái chân mày này cho con ha. Là để nè, để con làm ăn được nè. Tự nhiên mày che lại là nó xui xẻo rồi con. Trời ơi, cái lông mày tướng này mang lại là quạnh tài cho con đó. Để như vậy nè, thì mặt trời nó chiếu vô. Đó, thì cái lông mày con nó rậm rạp lên. Đó, nó mới giống tướng. Mới quạnh tài được, con mới trở thành là đại gia được. Trời ơi, bích lại mất hết. Không còn gì mà quay lực nữa hết. Con thấy không biết có tiền hay không, chứ bây giờ con thấy là con mệt mỏi lắm rồi đó. Vợ con là không có muốn gần con là không có muốn gặp mặt con. Tất cả mọi người cô lập với con, thậm chí xuống cái quán con cũng không được xuống nữa. Vợ con là bà nội con sao mà con sợ nó dữ vậy? Không phải bà nội đâu, người ta nói có tiền là có quyền, mà trong nhà này có mình vợ con có tiền à, thì ai có quyền ở đây nữa. Con không biết đâu, bây giờ bằng mọi giá má phải làm cách nào đó để trả lại cho con cái cặp chân mày nguyên thủy. Không, chân mày nguyên thủy của con là nó không làm nên được cái gì hết trơn á. Cái chân mày của con sắp tới nè, thấy không? Con sẽ trở thành tỷ phú, thì con vợ con nó mới sợ con. Tỷ phú luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy giờ làm cách gì mà để mình trở thành tỷ phú nhanh được ta? Mà làm tỷ phú là phải có vốn nặng lắm á. Má có cách mượn vốn cho con rồi. Trời. Bây giờ chỉ có con, dựa vào con thôi, con phải nghĩ cái cách gì để mà kinh doanh để kiếm tiền tốt nhất, sớm nhất. Má có vốn hả? Ừ. Có tiền sớm đúng không? Ừ. Kinh doanh bất động sản, cái nghề đó bây giờ hái ra tiền dữ lắm. Trời đất ơi, sao con y chang như ý của má vậy? Có khi nào thời đã đến với má con mình không? Trời ơi, thời tới hả? Nhưng mà có tiền không mà đòi kinh doanh bất động sản? Nặng vốn lắm á nha. Bây giờ ngân hàng mở ra nhiều lắm, chẳng lẽ người ta không cho mình mượn? Mượn tiền ngân hàng. Bây giờ con suy nghĩ cái nơi đi, cái nơi mà để mình đầu tư đi, rồi má mượn vốn cho con. Trời, má đi mượn vốn luôn hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Là bây giờ đi mượn vốn đó hả? Má đi mượn vốn liền cho con nè, thấy không? Ở nhà đi, đợi má. Trời ơi, má mình không lẽ là thiên tài? Đi mượn vốn mà làm như đi chợ mua bó rau thì đi là có liền ta. Trời ơi, không lẽ giờ đi xét nghiệm ADN coi phải đây là má ruột của mình không? Trời ơi, ngày nào tôi cũng đếm đọc cọc tiền lẻ kiểu này, tới chừng nào tôi mới giàu được trời. Trời ơi, sao đếm bà cắt không vậy? Con ơi, người ta thường nói là sợi lỡ trời cho, mà ki bo cái kiểu như con á thì còn lâu mới giàu được. À, thiệt ra thì chồng của con mà còn không cho con được đồng cắt nào thì làm sao mà trời cho con được, nên con ki bo là đúng rồi má à. Bây giờ muốn làm giàu không? À, thì dạ làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng mà thôi má đừng có một cái chút ý đồ nào với tiền của con nha. Ghét sự nè. Dạ. Má muốn nói chuyện nghiêm túc với con. Dạ thì má cứ nói đi. Xuống ngồi xuống đi. À, dạ. Muốn nói chuyện nghiêm túc thì phải ngồi nghiêm trang. Lại đây. Thiệt tình. Nhìn thẳng vào mắt má. Dạ. Con, má tính cầm giấy tờ nhà đó, dây ít vốn cho chồng con nó làm ăn. Má nói gì vậy? Má tính cầm giấy tờ nhà cho chồng con làm ăn hả? Ờ. Trời ơi, má ơi, má nghĩ sao vậy?
Thà là má cứ để cho chồng con ở nhà ăn đi, một mình con làm thôi. Chứ cái gì mà bây giờ má nghĩ tới cái chuyện là má cầm giấy tờ nhà cho anh Sĩ luôn á hả? Con nè, bớt căng thẳng lại, giãn chân mày ra. À, đó, giãn chân mày đẹp ghê không? Nó lại nhăn lại mặt xấu lắm ha. Nè, má nghiêm túc báo cho con biết là chuyến này má sẽ tài trợ vốn cho chồng con buôn bán bất động sản. Gì con? Bất động sản đó, tại sao con bất động vậy? Con bất động là đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Má ơi, cái chuyện kinh doanh bất động sản mà má nói ra nó nhẹ nhàng giống như là bán cốc ổi mía ghim ở ngoài lề đường vậy đó. Ôi, cái gì? Con à, sao con khinh thường chồng con vậy? Con nghe tao nói là phi thương bất phú hay sao? Với lại chuyến này có tài mà nhúng vô thì coi như là xui chèo mát mái. Yên tâm đi, con cứ vững tin lên, con sắp làm vợ của tỷ phú rồi đó. Thật ra thì nếu như theo lời của má nói, và nếu như con cứ tin vào má và anh Sĩ sẽ làm giàu được, thì có lẽ là con đóng luôn cái cửa tiệm này, phải không? Quá tốt luôn con. Má nghĩ là đã đến lúc con phải lui vào hậu cung, lo cho chồng, cho con, thấy không? Còn cái chuyện kiếm tiền để cho chồng con lo. Trời ơi, con nói vậy mà má cũng làm thiệt luôn á hả? Thì má nghĩ đúng mà con, đã đến lúc con phải nghỉ ngơi rồi đó. Trời ơi, buôn bán cực khổ lắm con. Để... Trời ơi à. Cho đi cà phê. Dạ. Cậu đúng là người khách may mắn cuối cùng của cái quán này. Sao bác? Vì bà chủ quán sắp sửa đóng cửa để lui về hậu cung làm vợ của tỷ phú. Cái gì vậy? Không. Anh đừng nghe lời má em nói gì hết trơn. Trời ơi, tôi khổ quá. Hết con rồi tới má thì nhau làm khổ tôi vậy nè. Thật ra thì tôi thấy cái chuyện làm tỷ phú cũng tốt mà. Làm gì mà phải khổ như vậy hả? Em không, bây giờ là em không có nhu cầu làm giàu. Em không có nhu cầu làm tỷ phú, em chỉ muốn sống yên ổn với lại cái quán cà phê của em thôi. Hay là cô đóng cửa quán đi. Wow, lây nhanh vậy đó hả? Hồi nãy má em mới ngồi đây nói cái câu y chang như anh nói luôn. Rồi má em mới giao lưu với anh có hai câu thôi mà bây giờ lây qua tới anh nói cái câu y chang luôn. Trời ơi, cái quán của tôi mà trời. Tôi mở cái quán ra, tôi làm việc gần cả chục năm nay. Tôi đau, tôi bệnh, tôi ốm, tôi yếu, tôi mệt, tôi mỏi. Tôi cũng không dám nghỉ một ngày nào hết. Mà tại sao tất cả những người xung quanh của tôi lúc nào cũng trù cho tôi đóng cửa cái quán này hết vậy? Vậy nên cô mới khổ. Tại vì chồng cô sẽ dựa dẫm vào cô. Cô phải để cho anh tự đi kiếm tiền. Và khi đó tôi nghĩ là cái việc làm giàu không hề khó tí nào hết. Anh Lâm à. Em không có nghĩ là anh chung vô, anh chung cái hội nổ với chồng em đâu nha. Em không có nghĩ anh là người như vậy đâu. Cô có biết là cái quán này của cô á, nếu mà cô biết kinh doanh thì cô đã trở thành tỷ phú cách đây 2 năm rồi không? Tại vì cái vị trí quán này á rất là tốt. Biết bao nhiêu người mơ ước có được cái vị trí quán như cô. À, anh có thể nói rõ rõ cái ý của anh cho em hiểu được không? Thì tôi đã bảo cô cứ đóng cửa quán nghỉ một ngày. Tôi sẽ chỉ cô tới chỗ này. Và sau khi cô tới chỗ này xong, chắc chắn khi trở về cô sẽ trở thành tỷ phú. Thử đi. Hợp với bà nè. Trời, ông tiến sĩ, đừng nói với tôi là ông gọi bà mượn tiền nha. Mượn tiền thì phải gọi cho Thiên Bình chứ. Có chuyện gì vậy? Cho anh hỏi, có Thu Ngân ở đó không? Không có. Anh tới quán mà đóng cửa. Em đang chuẩn bị họp. Có khi nào đi với Gia Linh không? Tất cả mọi người đều đang ở đây, kể cả Thiên Bình nữa. Bà Thu Ngân đi đâu mà ông tiến sĩ tìm quá chừng nè. Trời ơi, có chuyện gì đâu mà lạ. Hai vợ chồng đó lúc nào cũng lục đục. Nhưng mà lạ chỗ là bà Thu Ngân không bao giờ rời khỏi quán. Nè mọi người, đây là buổi chuẩn bị họp của công ty, chứ không phải là buổi gặp mặt bạn bè đâu nha. Mà mọi người bàn tán như vậy không sao đâu. Mọi người cứ tiếp tục nói đi.
Biết đâu chúng ta sẽ tìm được điều gì đó hay ho cho tờ báo sắp tới. Thật ra Thu Ngân không phải là người của công ty mình, nhưng mà cô ta cũng giống như là người của công ty mình. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng uống cà phê ở quán cô ta, cho nên tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm cách gì đó để giúp gia đình họ. Mới gọi là người một nhà, mới gọi là bạn thân, đúng không sếp? Thu Ngân cần giúp đỡ chứ không phải là sếp nha. Tôi nghĩ là chỉ cần ông tiến sĩ ông bỏ cái thói mơ mộng trở thành tỷ phú đi thì tự khắc Thu Ngân sẽ hết khổ thôi. Thực ra thì mộng làm giàu đâu có gì đâu xấu. Chính xác. Có mộng làm giàu còn đỡ hơn những người cứ an phận thủ thường, sống lè phè cho qua ngày. Nè, sai quá sai nha. Đừng có nhìn bình với ánh mắt đó nha mọi bạn. Đây gọi là người có tầm nhìn, sống thực tế. Ít nhất cũng hơn được thằng tiến sĩ bạn tôi ha. Ủa sếp, hình như mình tới đây họp á. Không mấy sếp luận làm phước cho em họp được không sếp? Em mắc họp quá à. Được rồi, cuộc họp của chúng ta bắt đầu. Ủa con, sao con ngồi đây vậy? Sao quán đóng cửa rồi? Con đâu có biết đâu. Tới quán thấy đóng cửa, điện thoại hỏi tùm lum người, không ai biết luôn. Má, hả? Có khi nào vợ con bị bắt cóc tống tiền không? Trời ơi, làm gì có vụ đó. Ê, hồi sáng má đi vô, má thấy anh giám đốc đẹp trai đi ra. Có khi nào con vợ con nó theo trai không? Trời ơi, má, má nói gì vậy? Có con của con đây, nó nghe kỳ lắm. À, mà nghĩ sao vợ con đi theo trai? Con đẹp vậy còn theo ai nữa? Vợ con không phải hạng người đó. Có khi nào má nói cái gì để vợ con buồn rồi bỏ đi không? Có không? Có. Ê, không không. Rồi tóm lại là có hay không? Chắc là có đó. Rồi cuối cùng là có đúng không? Nhưng mà sao? Má là má chồng của nó mà. Má nói nó nếu không ấy thì đóng cửa dẹp quán đi, về lo cho chồng cho con. Trời ơi, sao má xuống dại vậy? Đóng cửa lấy cái gì mà ăn? Ủa, chứ không phải sáng con bàn bạc với má kỹ rồi hả? Là con muốn kinh doanh bất động sản gì đó, cho nên má dự định đi vay tiền cho con nè. Trời ơi, con với má mới bàn có mấy câu mà má kêu là bàn tính kỹ. Trời ơi, bây giờ con mới hiểu được cái cảm giác của vợ con á. Bị nghe má nói mấy cái câu mà làm giàu, nhức cái đầu là đúng rồi. Cái thằng quỷ, không lẽ suốt đời con làm ô sin cho vợ cho con mãi sao? Anh Lâm, hồi sáng lúc vợ tôi đi, vợ tôi có nói với anh là cổ đi đâu không? Nè, ở đây là chỗ làm việc mà tự nhiên anh vô đây làm ồn ào vậy, mất mặt quá, đi về đi. Đây là trong giờ làm việc, anh đi về đi. Sau giờ làm việc tụi tôi sẽ đi tìm vợ giúp cho anh. Chúng ta đang bàn gia đình của anh mà, lo ra làm gì, đúng không? Ủa anh biết vợ người ta ở đâu luôn hả anh? Biết chứ. Trời ơi, vợ người ta mà anh biết hay vậy, cũng lạ nghe. Tôi là người chỉ Thu Ngân đến đó mà. Ê, bình tĩnh con thằng này. Thì ra má với tôi nói là anh dụ dỗ vợ tôi là có thiệt hả? Anh bị khùng hay sao vậy? Anh đúng là mắc bệnh hoang tưởng á. Lần trước anh hoang tưởng anh là hả tỷ phú, bây giờ anh lại hoang tưởng á. Sắp tôi á, cô ấy có thân ngu hả? Cái gì? Ai ngu ở đây? À, quên, Thu Ngân. Nè anh sĩ, cái này tôi cùng quan điểm Gia Linh nha. Anh quá hoang tưởng rồi. Thật ra thì tôi cảm thấy cô Thu Ngân đang bế tắc, nên tôi muốn giúp cô thôi. Nếu như anh có khả năng giúp cho gia đình của ảnh kiếm được 20 triệu mỗi tháng thì anh có quyền ra 3 điều kiện và tôi sẽ làm theo. Cái này là cô nói đó, không có ép nha. Chị đừng tự hại bản thân mình chị. Thật ra thì làm giàu cũng không quá khó, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì cái gì cũng làm được hết. Ê, cái gì vậy mày? Nữa hả? Tính làm gì nữa hả? Định khuyên ổng gia nhập vô cái hội nổ của tôi luôn là vừa rồi đó. Nếu như anh muốn biết là tôi có nổ hay không á, anh về nhà gặp vợ anh đi. Được rồi, tôi về tôi nói chuyện với vợ tôi, xong tôi xử anh sao. Anh nhớ nha. Bình tĩnh đi. Buông ra. Hả? Tự đi về được. Vậy mình về đi. Xin lỗi đã làm phiền mọi người nha. Nhây quá mày. Nè, nếu như tôi giúp được gia đình của họ làm giàu lên được thì cô phải thực hiện với tôi 3 điều kiện. Thôi, cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây. À, mà tuần sau á, cô viết cho tôi chủ đề là làm giàu không khó. Nhớ nha, giám đốc nội dung.
Cái gì? Bán cà phê mà xây được biệt thự hả? Em nói thiệt chứ bộ. Trời ơi, đông dữ lắm luôn. Khách xếp hàng dài thòn. Em xếp hàng cũng phải cả tiếng đồng hồ em mới mua được ly cà phê á. Cái gì? Mua một ly cà phê mà phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ hả? Chứ còn gì nữa. Em nói thiệt mà. Anh không tin anh đi ra anh coi coi anh biết à. Mà nha, em còn nghe ở đó người ta nói, thí dụ mà người ta nghỉ một ngày là coi như thất thu chục triệu. Trời ơi. Trời ơi. Cái bệnh nổ ngoài di truyền ra nó còn có khả năng lây lan mạnh nữa hả ta? Không có đâu. Bây giờ chỉ cần anh giống như chồng của người ta, ráng chịu khó bưng cà phê ra ngoài vỉa hè đó, là bảo đảm vợ chồng mình mau giàu luôn. Gì mà bưng bê? Má xăm cái chân mày cho con là để con làm việc lớn, con làm tỷ phú, chứ không phải đi phụ việc cho vợ con đâu. Má ơi, bưng cà phê mà xây được biệt thự thì con bưng cả đời con cũng bưng á. Nghe vợ dụ vậy mà cũng tin. Thôi, con nói thiệt với má nha, hồi 10 năm trước con thấy con dụ ảnh là sáng suốt, nhưng mà bây giờ con thấy con dụ ảnh là con sai trái rồi đó, con đang hối hận. Vậy cô nói cho tôi biết đi, cách gì làm giàu nhanh chóng? Thật ra là con đâu có muốn làm giàu nhanh chóng đâu, con chỉ muốn giàu bền vững thôi má. Chúc quý khách một ngày may mắn. Em ơi, hai ly cà phê sữa. Nhanh 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 nhanh. Có nè. Làm sẵn mấy ly luôn đi, khách nào khách cũng kêu nữa à. Dạ chờ ra liền ra liền. Dạ chúc quý khách một ngày may mắn. Dạ anh chị cần gì? Hai ly cà phê đen nữa hả? Thêm một cà phê sữa nữa hả? Thôi hai đen một sữa, hai đen một sữa. Rồi từ từ xong rồi nè. Ôi lâu lâu khách đông quá rối luôn ha. Hai đen một sữa. Chúc quý khách một ngày may mắn. Trời ơi, dạ anh chị uống luôn hả? Uống đây em ăn đi. Dạ có luôn. Em ơi, hai sữa nữa. Hai sữa. Đợi em xíu để hồi em lộn. Hai cà phê sữa. Đây rồi. Hả? Bỏ vô. Anh đã nói rồi làm sẵn nhiều đi. Nay người ta mua nhiều lắm. Chúc quý khách một ngày may mắn. Quý khách, uống gì quý khách? Em ơi, cà phê sữa. Lần này người ta không có kêu mà kêu cà phê đen. Là sao? Là rốt cuộc là cái gì? Ba ly cà phê đen phải không? Rồi chờ em xíu đi. Có sẵn rồi nè. Em bỏ hút vô nữa là được rồi. Dạ chờ xíu có liền. Dạ cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày may mắn. Trời ơi, xong cái ngày hôm nay mà xong mấy cái tháng này chắc anh đi làm vận động viên marathon được luôn em. Bây giờ chạy chắc tính là mấy cây số. Mỏi tay cũng chết luôn vậy đó. Anh mỏi chân cũng chết luôn. Trời ơi anh ơi, coi nè. Anh biết cái này là cái gì không? Tiền chứ gì. Mày, nhân sâm của em đó. Như anh không có nhân sâm. Đâu? Nhiều lắm. Ừ, nãy giờ tính tiền á hả? Đem cho. Không biết còn sao không? Ý, còn. Đưa đây hết cho em đi, rồi một chút nữa em cho. Nói thiệt chứ mệt cỡ nào thì mệt, mà hãy mỗi lần thấy tiền cái là giống như là em được uống sâm vậy đó. Ôi tội nghiệp, ghét gì đâu á. Ăn sáng chưa? Dạ chưa, mà má ăn gì chưa? Nè, ăn bánh cuốn với nước đi. Dạ cảm ơn má. Cho Ngân nó ăn luôn. Dạ. Tiền cũng quan trọng nhưng mà sức khỏe là quan trọng hơn nghe chưa? Tụi con biết rồi. Thôi, tôi lên tôi nấu cơm đi, trưa tôi mang xuống. Ý má ơi, buổi trưa ở đây cũng vắng khách lắm. Thôi để cho anh Sĩ anh về anh lấy cơm cũng được. Thôi, đừng có hành con trai tôi nữa. Ủa, em đâu có hành gì anh đâu, em chỉ muốn má đừng có cực. Kệ, đừng bận tâm. Không phải vậy là không phải là má anh đâu. Là mẹ bó la như biển Thái Bình giật vào. Là mẹ tha thiết như mừng chân trọc giật vào. Mày quá tự khắp vô, bóng má vô ngang. Anh ơi, bác cà phê đi em ơi. Dạ chúc quý khách một ngày may mắn. Quý khách dùng gì? Đây là số báo thu được nhiều quảng cáo nhất từ đầu năm tới bây giờ. Và công lao lớn nhất thuộc về giám đốc nội dung Bạch Dương. Vỗ tay.
Bạch Dương làm giám đốc nội dung 3 năm nay rồi mà bây giờ quảng cáo mới tăng. Lạ quá ha. Sao hôm nay tự nhiên anh Bình nhớ rõ quá vậy ta? Người ta đang nịnh đó, nhưng mà nịnh hơi lố. Như vậy thì công lao sẽ không thuộc về Bạch Dương đâu, đúng không? Sếp à, sếp cũng đừng khiêm tốn quá. Người ta nói một lần khiêm tốn là 4 lần tự cao đó. Thực ra thì đây là công lao của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay tôi sẽ đãi mọi người một chầu cà phê miễn phí. Xin lỗi vì sự xử Lâm Hiền này. Không cần sếp Lâm mời mọi người đâu. Hôm nay tôi mời, tôi đãi ăn mừng doanh thu tháng này đạt con số 20 triệu. Thiệt không? Thiệt. Tất cả là nhờ một tay của sếp Lâm. Ôi, vậy mày ngon rồi. Có tiền rồi nhớ trả nợ cho tao nha. Có công đừng nói chuyện tư. Chứ tao nói chuyện tư mà cũng đâu có trả đâu. Hình như là tháng trước có người hứa với tôi 3 điều kiện đúng không? Giám đốc à, bản thân của em nó không thực hiện được điều kiện của anh đâu. Để em thực hiện điều đó nha. Không có được. Đã chấp nhận cuộc chơi thì phải tuân theo luật. Chuyện gì tới nó sẽ tới thôi. Chào bạn Hiền. Cho tao ly cà phê đen, đen như cuộc đời của tao. Chọn vị trí tốt nhất ngồi đợi nghe. Tao làm xong nhiệm vụ cao cả này rồi tao làm cho mày ly cà phê. Cái thằng này mày làm gì mày cầu kỳ quá vậy? Mày pha ly cà phê bình thường rồi mày bỏ vô cái bình đó làm chi mày ngựa quá à? Mày nghĩ sao mày có đủ trình độ và đẳng cấp được uống cái bình này mày? Chứ mày không pha cho tao, mày pha cho ai? Quán mày đông ghê có một mình tao. Đừng có hỏi. À, anh Lâm tới rồi. Cà phê tôi xong chưa? Dạ, anh Lâm. Cà phê của anh đã xong. Nhưng trước khi đưa cho anh á, em phải nói cái quá trình mà anh có được cái bình cà phê này nghe. Em thức từ 3 giờ sáng pha nước sôi đúng nhiệt độ, canh từng giọt cà phê nhiễu ra, lấy những giọt đầu tiên đổ vô bình, đánh bọt lên cho đúng, rồi mới bỏ đá vô cho anh, bảo đảm ngon lắm. Cái cà phê này uống vô chắc thức tới 3 giờ sáng mai luôn hả? Đúng rồi, phải thức tới 3 giờ sáng chứ, uống vô đau bụng đâu có ngủ được. Cà phê nó rang bằng bắp với nó bỏ pin vô đó nữa. Đúng rồi, bắp với pin mà ngày nào cũng đòi uống hết trơn, chắc gần ung thư chết rồi đó ha. Quên. Chúc anh Lâm có một ngày thuận buồm xuôi gió, một ngày may mắn. Thật ra thì hôm nay tôi còn một chút may mắn. Tới mày. Thằng phản bội, thằng có chăn quên đèn, thằng có mới nói cũ, thằng tham phú phụ bần, trả tiền ra cho tao mày. Tiền hả? Tiền đối với anh mày giờ là phù du, không là nghĩa lý gì. À mày ngon, bây giờ mày nhúng chạm người ta rồi, mày ăn của người ta cho nên mày phải trả bằng cái bình đó chứ gì. Cái bình duy nhiệt đó, chịu mày, chơi. Mày khùng á, mày nghĩ sao tao đủ tiền mua cái bình đó? Mày mới nói mày có nhiều tiền mà, cái bình nó bao nhiêu dữ vậy? Có đâu, cái bình đó nó khủng khiếp lắm, có tiền mày mua cũng không có được đâu. Cái gì? Nó làm bằng 8 cái hợp kim khác nhau cộng hưởng lại, cho nên cái bình nó giữ nhiệt được 8 tháng. Chưa kể cái bình nó có hơi tai của anh Lâm cầm vô nó đã. Ui, cái thằng cùi bắp, nó quăng lựu đạn mà mày cũng tin. Cái bình mà 8 lớp hợp kim, bộ vỏ bơm nguyên tử hả? Bớt em tị đi, đừng thấy người ta đẹp trai, có tiền có quyền rồi nói xấu người ta. Cà phê nè. Tao xấu hơn á, tao không có tiền, không có tiền nè, trả tiền lại tao, trả tiền cho mày. Ghét, khỏi trả mày luôn. Đúng là mãi mãi nó rẻ tiền, nó không có sang lên được. Alo, mời cô Dương xuất gặp tôi có chuyện gấp. Vào đi. Không nhận là cô nhanh thiệt đó, hay là đã sẵn sàng gặp tôi rồi?
Tôi xin lỗi. Không ngờ anh lại đi về hiệu trong bụng em luôn đó. Ồ, cô xuống đây gặp tôi có gì gì không? Đương nhiên là có rồi. Gần đây mới mở một quán cà phê Ý, rất là ngon luôn. Anh đi uống với em nha. Nhưng mà tôi thích uống trà mà. Cái bình giữ nhiệt, cái này chắc anh mua tặng mình nè. Chỗ đó trà là số 1 luôn đó. Hồi nãy em cũng tính là mời anh đi uống trà, không ngờ hai ý tưởng lại gặp nhau đúng không? Không lẽ còn mắc cỡ sao ta? Hay là bữa khác đi. Bữa nay tôi hơi đau bụng. Ủa? Anh đau bụng hả? Anh có sao không? Hay là anh đau bao tử? Em pha trà gừng cho anh uống nha. Thôi, em đưa anh đi bác sĩ luôn. Anh kia tôi có chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp giám đốc Nội Dung, có gì cần bàn. À, em hiểu em rồi. Để em phải trả gừng vô cho anh nha. Không cần đâu. Hai đứa mình đâu cần phải giữ thành ý vậy. Em hiểu anh mà. Nè, hàng của tôi đã đóng dấu rồi đó. Cấm đụng vào. Báo cáo tôi đã gửi cho anh rồi. Anh gọi tôi có chuyện gì gấp vậy? Cho cô. Sao tôi phải nhận cái này? Đây là cà phê ít sữa mà cô thích nè. Tôi có thể tự đi mua được. Với lại, lỡ như anh bỏ thuốc độc vô thì sao? Nếu như không có chuyện gì liên quan đến công việc, tôi đi trước nha. Chân nghiện cà phê mà không uống cà phê trong bình giữ nhiệt là không đúng cho lắm. Tin tôi đi, với chiếc bình này tôi chắc chắn cà phê của cô sẽ thơm và ngon rất nhiều. Nhưng mà tôi không thích nhận. Đây là lệnh. Ê bà Linh, cái này đàn ông mà đi mua chuộc phụ nữ bằng vật chất thì có cái gì đâu mà hay. Anh nói ai mua chuộc ai? Anh nói Phong Long vậy đó. Tình yêu là phải từ trái tim tới trái tim, chứ không phải từ cái bình tới trái tim. Anh nè, anh thương em từ trái tim tới trái tim nè, sao em không thấy? Anh bị hâm hả? Anh nói đủ chưa? Nói nhảm cái gì đó? Bây giờ anh nói gì cũng nói nhảm hết á. Ổng có cái gì hay, ổng có cái gì hơn anh. Ổng chỉ có giàu hơn anh thôi, đẹp trai hơn anh thôi, giỏi hơn anh ơi, ga lăng hơn anh thôi, có gì đâu hơn anh. Không, anh có nhiều cái hơn ổng lắm. Em cũng thấy vậy hả? Ừ. Anh đã dơ hơn, anh lười biếng hơn, anh nhiều chuyện hơn, anh rảnh hơn, với lại anh khùng hơn nữa. Thiên Bình này, ông hiểu lầm rồi. Nè, mày nói cho tao biết đi, có phải là sếp Lâm kêu mày mang cái bình này xuống cho tao đúng không? Có nữa hả? Sao tao không biết chuyện đó? Giật lại, còn giữ khư khư nữa. Cái hành động này có nghĩa là mày đồng ý với tình cảm của sếp Lâm đúng không? Tao chỉ nghĩ đơn giản là nếu như cái bình này nè mà uống cà phê á, chắc chắn sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ông Bình ơi, những cái người mà nói là tao không có ý đồ gì, tao không có tình cảm gì trước mặt người khác nhưng mà sau lưng làm những chuyện khác thường thì thật là nguy hiểm. Đúng rồi, cái bình này quý lắm, giữ đi. Tôi nghe đồn là cái bình này làm bằng 8 loại hợp kim đó, làm bằng vỏ bơm nguyên tử đó, giữ đi bỏ uổng lắm. Chốt quốc cha nội, ông muốn giữ người tình hay là giữ cái bình? Thôi, giỡn chút xíu thôi, làm gì dữ vậy? Thật ra đâu có muốn nhận đâu, nhưng mà bị ép nhận nên tao mới nhận thôi. Bị ép nhận hả? Ừ. Bị ép nhận thì bây giờ mình đi trả ngay đi. Tao nghĩ là mày muốn gặp sếp Lâm nhiều hơn tao, nên tao nhường cơ hội đi trả cái bình này cho mày. Em nghĩ công ty là nơi để làm việc, chứ không phải là để giải quyết chuyện riêng tư. Nên mong anh chị á giữ trật tự để cho em tập trung làm việc. Mày nói không có tình ý gì với sếp thì mang trả cho sếp đi. Em nghĩ chị cứ giữ xài đi, không việc gì phải trả đó. Cái thằng kia lo làm việc đi, nhiều chuyện quá.
Trời ơi, đẹp trai quá vậy. Bớt rồi đó. Bộ có tiệc tùng gì hay sao mặc đồ đẹp quá vậy? Khùng quá à. Đầu tắt mặt tối, giao cà phê muốn xỉu luôn. Thời gian đâu mà làm tiệc tùng. Rồi vậy mắc gì ở lôi bộ đồ này ra mặc gì vậy? Hôm nay đi tiếp thị cà phê hết cái khu tòa nhà này, cho nên là mặc đồ này cho lịch sự, người ta thấy người ta thương, người ta mua. Hiệu quả lắm nha. Thiệt không? 3.200 ly. Trời ơi chồng. Bà bỏ bớt hết mấy con số 0 lần sau đi, là nó ra con số thật. Ghê không? Vậy thôi chồng, bỏ luôn cái tính nổ của chồng luôn đi. Không được, lâu lâu mình mặc đồ quết lịch sự mình đi tiếp thị, mình phải nói quá lên cho nó xứng tầm, với lại cho nhiều người ta nghe, người ta tưởng cà phê mình ngon. Mà nó ngon thiệt, tại người ta không biết thôi. Là em mừng chết luôn á. Từ từ cũng được con số đó à, đừng có lo. Ghê. Ủa, sao giờ này không làm xuống đây kỳ vậy? Ờ kỳ vậy. Có chuyện gì hết ta? Có chuyện gì vậy? Không biết, không biết à. Đi tiếp thị cà phê tiếp nha. Chào các bạn, chào quý khách. Ủa vui gì vậy? Ủa vui gì mà sao không làm mà đi xuống đây giờ này vậy? Trời đất ơi. Ông Lâm á chị, ông mua một cái bình giữ nhiệt ở đâu á, hàng xịn lắm, chính hãng, tặng cho chị Dương. Cái rồi Gia Linh nó thấy, tự nhiên ghen lên. Là cái chuyện vậy đó hả? Là cái chuyện ghen tuông vậy mà hai người đi xuống đây hả? Mệt đầu. Trời, tức là ông Lâm, ông mua cái bình giữ nhiệt, ông tặng cho con Dương, rồi con Linh nó thấy nó ghen. Dạ đúng rồi. Mày nhận vậy là con Linh nó ghen đúng rồi. Trời đất ơi, hết chuyện rồi đi nhận cái bình giữ nhiệt. Ê mà nó nghe nè, thí dụ như mà ai mà tặng cho tao cái bình giữ nhiệt để đựng cà phê uống nguyên ngày là tao nhận liền luôn á. Trời ơi đúng rồi, gặp em cũng nhận, cái bình nó xịn. Mà cái chuyện mình nhận nó cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Đúng rồi. Nhưng mà dù cái bình có xịn hay là dởm đi chăng nữa, tao cũng không thể vì cái bình mà đánh mất tình bạn mấy thập kỷ của tao được. Mày nói đúng. Thật sự luôn, mày không nhận như vậy là mày đúng luôn á. Sao mày ba phải quá vậy? Ờ thật ra tao ba phải như vậy là để tao giữ tình bạn cho hai đứa bay á. Thật sự luôn á. Nè, để tao nói cho tụi bay biết nha. Nếu như tao mà không phải ba phải á, là tình bạn của hai đứa bay nó sẽ như vậy nè. Hết sử dụng được, thấy không? Em nghĩ mình lấy cái còn lại mình hút cũng ngon lành mà chị. Thiệt không? Ừ. Thôi chị hút thử coi. Ờ, vậy được mà đúng không? Ê, vậy là chị ví dụ sai rồi đúng không? Thôi, nói gì nói, tao đã có quyết định của tao rồi. Tao sẽ trả lại cái bình. Mới sáng sớm mà đã ghé thăm người ta rồi hen. Thì sao? Mày cũng vậy thôi. Kiếm cớ đưa đồ cho ta này nọ, rồi gặp người ta. Thấy vậy? Con nhỏ này, mày trẻ con vừa thôi. Tao phải đi trả đồ cho ổng đó, chịu chưa? Như vậy mới là bạn tốt của tao chứ. Như vậy mới chứng tỏ là mày không có tình ý gì với sếp. Với lại đồ của người ta thì trả cho người ta đi. Mất công người ta hiểu lầm thì không hay đâu. Mày đúng là con khùng, thay đổi thái độ đến chóng mặt hả? Mà tao phải lấy cớ mua một cái trước đó y chang ổng rồi để trả lại cho ổng nè. Tao không biết là cớ gì, nhưng mà đồ của người ta thì trả cho người ta, như vậy mới rõ ràng minh bạch. Ok, tao cũng muốn rõ ràng. Thôi tao đi đây. Sao? Bình giữ ấm mà tôi tặng cho cô, đựng cà phê, uống có ngon không? Ngon. Nhưng mà tôi muốn trả lại cho anh. Sao vậy? Tại vì tôi đã lỡ mua một cái bình trước đó y chang trước khi anh tặng rồi, nên tôi muốn gửi lại cho anh để anh xài. Nhưng mà cái bình cô đã xài rồi, tôi uống chung với cô tôi lây bệnh sao? Nhìn kỹ, đúng là hai cái bình này trời sinh một cặp ha. Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không có thể xài bình cặp với anh được. Nhưng mà ba đặc quyền, cô hứa với tôi, cô còn nhớ không? Vậy thì tôi yêu cầu cô phải sử dụng cái bình này uống cà phê hàng ngày, rõ chứ? Nhưng mà uống hàng ngày. Nhưng mà tôi đã hứa với một người là sẽ trả cái bình này lại cho anh đó. Thì cô trả cho tôi rồi nè.
Ê mọi người, hôm nay hai sếp của mình xài đồ đôi nè. Ê Linh, coi đồ đó gì kìa. Trời ơi, chắc luôn. Trời ơi, hai sếp ha, xài hai cái bình xịt tin dễ sợ luôn. Mọi người đừng có hiểu lầm, Bạch Dương nó cố tình mua một cái bình giống y để trả sếp Lâm á. Đúng rồi. Chứ không có xài đồ đôi đâu. Đúng rồi. Trả hay không cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là cặp đôi trai tài gái sắc này đã xài một cặp bình giống y chang nhau. Cả nhà nói chuyện gì vui vậy? Có nói chuyện gì đâu, đi vô làm. Nè, tao đã trả cái bình cho sếp rồi nha, cái này của tao à. Mày vẫn cố tình mua một cái bình y chang để xài đồ đôi đúng không? Mày được lắm. Trời ơi. Ừ, tao thấy xài đồ đôi cũng thích mà. Ủa em nói gì kỳ, ở nhà mình xài đồ đôi quá trời luôn. Thôi dẹp đi. Mình này cứ ám ảnh mình hoài vậy. Chào buổi sáng Bunny. Ai đó đã nói là mỗi sáng mình chỉ cần dậy sớm vài phút là cuộc đời sẽ dài ra thêm. Nên hôm nay chị sẽ quyết định dành một ngày để đi tìm một quán cà phê thật là xinh đẹp, xong sau đó đọc hết một mớ sách mà cả tháng nay mua chưa đọc được. Ok không? Ok. Vô chi trời, mình âm mưu hãm hại mình hay sao đây? Đâu có dễ.
sớm vậy ta? Mà thôi kệ, nó có liên quan tới mình đâu. Nữa hả? Kiếp Hồng, mày định níu kéo mình sao ta? Cuối tuần cũng đã đến cuối tuần rồi. Trời ơi, hôm nay mình đã được đi chơi, thoải mái quá. Cô đẹp, đi chơi với anh nha. Đi chơi gì chứ? Nghĩ sao tôi đi chơi với anh? À, lại định sử dụng đặc quyền thứ hai chứ gì? Không đời nào, tôi không bao giờ sử dụng đặc quyền của mình lãng phí như vậy. Thật ra thì nếu không đi chơi thì tôi mời người khác vậy. Vậy thì anh mời người khác đi. Tôi đổi ý rồi. Đi.